Hello, xem nhé. Chào mừng anh em đến với cả FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay thì chúng ta đã có thêm một cái phần sự kiện mới có tên là sự kiện UCL Road to the Final. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một vài cập nhật liên quan đến cái phần sự kiện Hero, sự kiện MLS và chúng ta có thêm một vài cái gói check mới. Vậy thì tất cả những cái thông tin đấy là gì thì anh em hãy bắt đầu video cùng Gà nhé. Và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà bằng cách để cho Gà một like, một đăng ký kênh. Và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass hoặc là FC Point thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ làm nhé. Ok, và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên chúng ta cùng bắt đầu với cái phần sự kiện là UCL, một cái phần sự kiện mới ở trong ngày hôm nay. Cái phần sự kiện này thì về cơ bản cách chơi nó cũng khá đơn giản thôi, tuy nhiên thì phần thưởng nhận được cũng khá là ngon. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với cái giao diện của cái phần sự kiện UCL này. Chúng ta sẽ có hai tab. Tab đầu tiên là tab main và tab thứ hai là quarter final. Ngoài ra thì sau này chúng ta sẽ có thêm các tab như là tab bán kết và tab chung kết. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái pass nhé, chính là cái pass của con hàng Obalac. Con hàng này thì sẽ có độ là 95. Tuy nhiên thì cái pass này mình nghĩ là nếu như anh em có điều kiện một chút, anh em có thể nạp, tại vì là con hàng Obalac này sau này nó sẽ được tăng Euro dựa vào phong độ của câu lạc bộ là Atletico ở cái vòng tứ kết của Champions League nhá. Ví dụ như là Atletico vào được đến vòng bán kết thì con hàng Obalac này sẽ lên được Euro là 96. Ngoài ra vào đến chung kết thì sẽ lên được là 97 và nếu như mà vô địch nữa thì sẽ lên được tầm khoảng là 98. Và ngoài ra nữa, trong quá trình nhận con hàng Obalac này, anh em hoàn toàn có thể nhận được con hàng Nesta, nên là cái pass này mình nghĩ là một cái pass mà cũng khá là ngon và anh em có thể nạp được cái pass này nếu như em có một chút điều kiện. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần chính của cái phần sự kiện này, đấy chính là anh em sẽ phải chơi các trận đấu, sẽ phải chơi các phần nhiệm vụ để có thể kiếm được các phần thưởng ở đây. Thì cụ thể thì chúng ta sẽ có cái phần gọi là phần Quickly Promotion Match. Thì cái phần này chúng ta sẽ mỗi tuần nhá, mỗi tuần anh em sẽ nhận được thêm 20 cái điểm free ticket, thì chính là cái điểm ở chỗ này. Tuy nhiên thì cái phần này mình đã nhận rồi, nên là chúng ta sẽ hiện được cái phần đấy, chính là phải dùng 500 cái điểm FC Point để mở. Tuy nhiên thì anh em nào chưa nhận, anh em sẽ có thể nhận được 20 cái điểm free, chính là cái điểm là UCL Challenger Ticket. Và từ cái điểm này anh em sẽ chơi các phần nhiệm vụ ở bên này. Chúng ta sẽ có 3 thể loại trận đấu, 3 thể loại này để anh em chọn để đá. Anh em có thể đá với máy để có thể là dễ dàng chiến thắng hơn, thì em sẽ nhận được các điểm liên quan đến UCL Pass Credit, hoặc là anh em sẽ có thể nhận được thêm là 4 cái điểm Promotion Point. Tiếp theo nữa, anh em sẽ có thể là đá VSA. Thì với VSA thì chúng ta sẽ phải đá với người. Do đó thì cái phần này nếu như anh em nào mà tay nhỏ một chút thì anh em cũng hơi rén cái phần này. Tuy nhiên thì mình nghĩ là em cứ chơi đi, cái phần này chúng ta sẽ xếp theo rank nên là chúng ta cứ chơi thoải mái. Và trong cái phần VSA này, anh em nếu như anh em thắng, anh em sẽ giành được thêm là 8 cái điểm Promotion Point. Còn đối với cái trận head to head là cái trận mà khó nhằn nhất trong cái phần này, thì anh em nếu như thắng nhá, chúng ta sẽ có thể giành được là 12 cái điểm Promotion Point. Vậy thì cái điểm UCL Promotion Point này sẽ dùng để làm gì? Chúng ta sẽ có cái phần ở bên tay trái này. Anh em có thể thấy là đây, chúng ta có một cái tháp để có thể tiến được, giành được cái cúp trong cái phần này. Thì cụ thể trong vòng 1 tuần anh em sẽ dùng là 20 trận. Nếu như mà anh em nào đá hết mà chúng ta chưa kiếm được các điểm đủ, anh em có thể dùng thêm các điểm FC Point để mở. Thì cái phần FC Point thì tất nhiên rồi, mình cũng hỗ trợ nạp anh em nào mà cần để có thể kiếm được nhiều điểm nhất, hoặc là anh em nào tay hơi nhỏ một chút chúng ta cần kiếm thêm điểm thì cũng có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ nạp nhá. Ok, thì cái phần thưởng này nếu như mà anh em sẽ giành được là nhỏ hơn 60 điểm UCL Promotion Point thì em sẽ có thể nhận được thêm là một số coin. Số coin này thì chưa biết là khi nào, tại vì là sang tuần khi mà hết tuần chúng ta mới có thể nhận được các phần thưởng này. Tiếp theo, nếu như mà số điểm là nhỏ hơn 80 và lớn hơn 60 thì sẽ nhận được thêm là các gói cầu thủ từ 88 đến 91 của sự kiện UCL. Và ngoài ra, nếu như mà anh em sẽ rơi vào tầm khoảng là từ 80 đến 120 tổng điểm nhá, thì chúng ta sẽ nhận được thêm điểm gem cộng thêm các cầu thủ từ 89 đến 93. Và cuối cùng, nếu như mà anh em vô địch, tức là anh em sẽ chơi tay khá là to, thì em sẽ nhận được là hơn 120 điểm, thì em sẽ có thể nhận được là rất nhiều gem. Và ngoài ra thì nhận được thêm các gói cầu thủ từ 90 đến 95. Thì cái phần này thực ra thì hiện nay mình không có mẹo gì cả, trừ khi là anh em giảm rank để anh em có thể là gặp đối thấp hơn thôi, còn chúng ta sẽ không thể giảm Euro đội hình đâu nhá. Với cả là cái phần giảm rank này, anh em để ý giúp mình là anh em không được tự ghi bàn vào lưới của mình. Nếu như anh em ghi bàn vào nhiều quá, EA nó sẽ coi là anh em chơi cheating, tức là em chơi gian lận, thì sẽ bị ban tầm khoảng là 90 ngày. Nên là cái phần này anh em, nếu như mà anh em muốn giảm rank thì anh em cứ để cho máy tự đá thôi, chứ đừng tự đá vào gôn mình làm gì cả. Nói chung là cái phần này nó cũng hơi khoai em ạ. Và ngoài ra chúng ta có cái phần bên này, chính là cái Road to the Final Milestone. Cái phần này thì chúng ta sẽ cần phải hoàn thành các trận đấu ở bên tay trái này. Và mỗi một tuần chúng ta hoàn thành
anh em sẽ nhận được các gói cầu thủ, ví dụ là phần thưởng đầu tiên là từ 88 đến 91, hoặc là sang tuần thứ hai sẽ là các gói cầu thủ từ 60 đến 69, nói chung là khá là cùi. Và trong vòng 5 tuần anh em sẽ nhận được là một con hàng là Marciano và hai con hàng là Dudek của cái phần thẻ Universal. Do đó cái phần này chúng ta sẽ phải chơi khá là nhiều. Tuy nhiên mỗi tuần thì anh em cũng chỉ cần cày khoảng tầm 20 trận thôi để chúng ta có thể kiếm được tối đa các điểm trong cái phần này và nhận được nhiều phần thưởng em nhé. Tiếp theo nữa chúng ta chuyển đến cái phần bên cạnh, chính là cái phần là Quarter Final. Cái phần này thì nói chung là phần này cũng khá là hay. Các thẻ cầu thủ trong cái phần này sẽ được cộng Euro dựa vào phong độ của câu lạc bộ cũng như là phong độ của cầu thủ trong cái phần này. Thì mỗi lượt trận, tức là ở vòng tứ kết, anh em sẽ nhận được là 4 cái điểm UCL Challenger Token để anh em sẽ tất tay vào một trong các cầu thủ này. Thì thực ra thì chúng ta sẽ có 4 trận đấu ở vòng bán kết. Chúng ta có cặp như là của Arsenal gặp cả Bayer chẳng hạn, thì anh em có thể chọn một trong hai cầu thủ, hoặc là anh em chọn tất cả hai cũng được. Nói chung là cái phần này anh em nếu như mà không tin tưởng vào cái độ đỏ đen của anh em thì em có thể lựa chọn tất một trong hai cầu thủ này, hoặc là anh em có lựa chọn các cầu thủ bên này. Thì cái phần này hiện nay anh em chưa cần chọn đâu, anh em có thể để chọn sau khi nào mà anh em chốt, hoặc là anh em cảm thấy rằng những cầu thủ này có khả năng sẽ được cộng Euro thì anh em có thể chọn. Tuy nhiên thì anh em phải chọn trước 2 giờ trước khi trận đấu bắt đầu diễn ra nhá. Nói chung là cái phần điều kiện này thì anh em cũng không cần quan tâm quá nhiều đâu, anh em cứ biết là các cầu thủ này sẽ được cộng Euro. Và có một phần cực kỳ quan trọng ở phần này, thì mặc dù anh em là chưa chọn đâu, tuy nhiên thì mình khuyên anh em là anh em cứ nên chọn bừa một cầu thủ đi. Tại vì là khi mà anh em chọn bừa một cầu thủ này sẽ là hoàn thành được một trong các điều kiện ở cái phần quest, tức là cái phần mà nhận được rất nhiều quà và phần quà cực kỳ ngon của cái phần sự kiện UCL. Anh em cứ tạm thời chọn tạm một cầu thủ, và sau khi chọn xong anh em sẽ vào trong cái phần quest của sự kiện UCL, chính là cái phần mình chỉ cái ngón tay ở đây. Và tại đây chúng ta sẽ có cái phần quest của sự kiện UCL. Chúng ta có rất nhiều cái nhiệm vụ, như là anh em sẽ phải ghi 100 bàn thắng này, anh em sẽ phải kiến tạo 80 bàn này, hoặc là anh em sẽ phải hoàn thành 80 lần tắc bóng. Và ngoài ra thì anh em sẽ cần phải hoàn thành 20 trận VSA head to head hoặc là manager mode. Cái phần này thì mình nghĩ là anh em cứ chơi cái phần nhiệm vụ trong cái phần sự kiện UCL là chúng ta sẽ có thể hoàn thành được 20 trận. Ngoài ra thì em cứ chơi bình thường bên ngoài thôi, chúng ta vẫn có thể hoàn thành được các nhiệm vụ. Và chúng ta rank up 5 lần. Và ngoài ra nữa chúng ta cần phải hoàn thành 30 trận trong cái phần là Weekly Promotion Match. Và cái phần mình nói đây chính là cái phần mà Quarter Final, tức chính là cái phần mà anh em chỉ cần chọn một cầu thủ trong cái chap là Quarter Final thôi, chúng ta sẽ hoàn thành được cái điều kiện này. Và cái điều kiện này thì thực sự mình thấy anh em chia sẻ trên Facebook, trên Twitter và trên YouTube rất nhiều về các phần thưởng mà đã nhận được, và mình thì đã nhận rồi, nên là đây mình sẽ chiếu lại cái video mà mình đã nhận được phần thưởng trong cái phần này xem liệu có ngon hay không anh em nhé. Ok, và như em có thể thấy là mình nhận được con hàng Oblak, một con hàng mà phải nói là cực kỳ ngon từ cái phần sự kiện này. Ngoài ra nhận được thêm con hàng là Akanji, con hàng Sancho, con hàng Jack Gillis hoặc là con hàng Brahim. Nói chung tất cả con hàng ở trong cái phần mở pack này cũng khá là ngon. Và liệu anh em đã mở được cầu thủ nào ngon hay chưa thì cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta cùng đến với thông tin thứ hai trong video ngày hôm nay. Đấy chính là trong cái phần này chúng ta đã có thêm một cái gói exchange của cái phần là Showdown. Đấy chính là trong cái phần này anh em có thể thấy là trong cái phần thông báo của EA có nói rằng trong cái gói exchange này các thẻ cầu thủ của cái các trận đấu quan trọng nhé có thể được tăng Euro nếu như mà cái câu lạc bộ đấy thắng, còn nếu như mà hòa thì sẽ được cộng 1 Euro, và tất nhiên là thua thì sẽ không được cái bất kỳ Euro nào cả. Và anh em có thể exchange các thẻ cầu thủ này thông qua cái mục là phần exchange này. Trong đây chúng ta sẽ có cái phần exchange là Showdown. Thì cụ thể trong cái tuần đầu tiên này chúng ta sẽ có các trận đấu cực kỳ hấp dẫn, như là cuộc đối đầu giữa Man City và Arsenal vào cuối tuần này. Do đó thì chúng ta sẽ có hai thẻ là con hàng Phil Foden hoặc là con hàng Kai Havertz. Nếu như là một trong hai câu lạc bộ này thắng thì con hàng Foden, ví dụ là Man City đi thì Foden sẽ lên được là 95, hoặc là nếu như mà Arsenal thắng thì sẽ lên được là 95. Nói chung là thực sự cái phần này cũng khá là ngon. Tuy nhiên thì mình lại không phải là fan của một trong hai câu lạc bộ này nên là mình sẽ không exchange và mình sẽ chờ sang các tuần sau. Và ngoài ra nữa chúng ta sẽ có cái cặp đấu giữa là câu lạc bộ Dortmund và câu lạc bộ là Bayern Munich. Và ngoài ra ở giải của Pháp chúng ta sẽ có là cuộc đối đầu giữa Marseille và câu lạc bộ là PSG. Nói chung là trong các gói này mình thấy đều khá là ngon, tại vì là cái điều kiện exchange ấy nó cũng đơn giản thôi. Anh em sẽ cần các cầu thủ như là cầu thủ 91 này, cầu thủ 90 hoặc là cầu thủ 88. Và đặc biệt là tất cả các cầu thủ này chúng ta đều sử dụng được các cầu thủ untradeable, tức là không bán được thì em có thể mang vào để đây để exchange. Và thực sự thì con hàng Foden này cũng là một thẻ cũng khá là ok.
Ngoài ra thì hôm nay trong cái phần sự kiện Hero này chúng ta có thêm một cái exchange. Tuy nhiên thì thực sự dạo này EA thay đổi liên tục anh em ạ. Dạo này EA thay đổi liên tục cái điều kiện exchange. Thì trong tuần này chúng ta sẽ có là gói cầu thủ 95. Và điều kiện exchange này thì nhìn qua thì mình thề với anh em là thôi anh em đừng dây vào cái phần này làm gì cả. Nói chung là cái phần này không quá ngon đâu. Và thực sự là anh em không nên exchange. Và theo thông tin thì vào thứ bảy tuần này chúng ta sẽ có thêm một cái exchange mới để có thể exchange được con hàng là Yaya Touré, một thẻ cầu thủ đá ở vị trí là CDM và có độ là 94. Anh em có thể thấy là chúng ta sẽ tương tự như trong cái phần của Lucio này, chúng ta tương tự như cái phần của Voller. Và điều kiện thì tất nhiên là chưa ai biết cả. Tuy nhiên thì thứ bảy tuần này chúng ta sẽ có thêm một cái gói để anh em có thể exchange con hàng Yaya Touré anh em nhé. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một cái phần sự kiện nữa. Hôm nay cũng có thêm một vài cập nhật mới, đấy chính là trong cái phần sự kiện là MLS. Trong cái phần sự kiện MLS này thì hôm nay chúng ta có thêm rất nhiều con hàng, như là con hàng Suarez này, con hàng Beckham này, con hàng Henry, con hàng Rooney. Nói chung là rất nhiều thẻ trong cái phần sự kiện này thì mình cũng không kể ra hết. Do đó thì anh em nào mà hâm mộ những cầu thủ này thì em có thể tìm trên chợ để có thể mua được các thẻ cầu thủ trong cái phần sự kiện MLS này. Thì trong cái tuần này thì về cơ bản ở trong cái phần chap này chúng ta sẽ không có gì. Anh em vẫn phải chơi các phần nhiệm vụ để có thể hoàn thành. Và ngoài ra thì trong cái phần sự kiện MLS Playoff này chúng ta đã refresh lại cái phần thưởng và cái phần nhiệm vụ nó cũng khác. Nên là hôm trước thì mình cũng bảo với anh em là anh em nên giữ lại các trận đấu để có thể là nhận được tối đa các con hàng Marciano. Tuy nhiên thì cái nhiệm vụ nó khác anh em ạ. Ví dụ như là tuần này nó yêu cầu là anh em cần phải đá 5 trận trong cái phần là Era Chapter, tức là trong cái chap này, nên là tối đa chúng ta chỉ nhận được tầm khoảng là 3 con hàng Marciano thôi. Chúng ta không nhận được 5 con hàng như trước mình đã tính toán. Và cái phần này thì mình thấy cũng một vài anh em cũng thắc mắc rằng, thực ra nhiều anh em thắc mắc ấy, là cái phần điều kiện thứ hai này là chúng ta sẽ cần phải mở 5 cái patch MLS Bay Patch này ở đâu. Thì đây anh em đơn giản thôi, cái phần này mình sẽ chỉ lại một chút. Thì anh em sẽ vào trong phần MSL này, chúng ta sẽ mở 5 cái patch ở phần này nhá. Đây chúng ta sẽ mở 5 cái patch ở MLS Bay Patch này để có thể là hoàn thành được cái nhiệm vụ trong cái chap là MLS Playoff. Và ngoài ra thì có thêm một cái gói nữa ở trong cái phần store này, anh em cũng có thể hoàn thành được cái phần nhiệm vụ, đấy chính là cái phần top event này. Tại phần này chúng ta có cái gói là MLS Bay Patch này, anh em cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên thì cái phần kia mình thấy là anh em chỉ cần cài chay thôi, chúng ta không cần dùng điểm gem để mở. Do đó thì anh em cứ chờ khoảng 5 ngày là chúng ta sẽ có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ thứ hai trong cái phần là Playoff Challenge này. Và ngoài ra thì hôm nay cái chap era này chúng ta đã mở thêm để em nhận được các con hàng nhé. Anh em cứ đá 5 trận ở trong cái chap Beckham này sẽ nhận được cả hai con hàng, là con hàng Henry và con hàng Beckham. Và liệu anh em đã hoàn thành hết tất cả các phần nhiệm vụ trong cái phần là MLS này chưa? Thì cũng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và ngoài ra thì hôm nay cái phần sự kiện là Hero thì cũng đã mở thêm một cái chap cuối cùng nữa để em có thể cày trong cái phần sự kiện Hero này. Nói chung là cái phần sự kiện Hero này thì nói thật là một trong những sự kiện mà nhàm chán nhất từ trước đến giờ. Và hiện nay may có cái phần sự kiện MLS và sự kiện là Champions League để có thể kéo lại. Thì trong cái phần sự kiện Hero này thì hôm nay chúng ta sẽ mở thêm cái chap gọi là chap Sodier nhá. Nói chung là cái chap cuối cùng này. Tuy nhiên thì cái chap Fred Fraser này mình chưa hoàn thành, mình chậm mất một ngày nên là ngày mai mình mới mở được. Và cái phần sự kiện Hero này thì nói chung là anh em cứ gầy cuốc đi. Sang tuần thì chúng ta cũng sẽ kết thúc cái phần sự kiện này. Và hôm nay chúng ta cũng có thêm một vài con hàng cũng khá là hấp dẫn trong cái phần sự kiện Hero. Ok, và trên đây là một vài thông tin về FC Mobile ngày hôm nay. Cụ thể thì trong cái phần sự kiện UCL, mình phải nói thật với anh em là các phần thưởng nhận được cực kỳ ngon. Mặc dù các thẻ cầu thủ này không bán được, nhưng mà anh em cũng có thể mở để có thể nhận được các cầu thủ free. Đặc biệt là với anh em là mới chơi thì anh em có thể dễ dàng để có thể nâng cấp và build được đội hình. Và ngoài ra thì anh em nào có nhu cầu nạp những cái pass, nạp FC Point liên quan đến cái phần sự kiện UCL như là con hàng Obalak hoặc là những con hàng Nesta thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ nạp nhé. Ok, và video của Gà thì xin phép được kết thúc tại đây. Nếu như anh em thấy hay và hữu ích thì đừng quên để cho Gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.